Chào mừng các bạn đã đến với Nhìn Lê Foundation tập 1 Không bằng đại học. Về tác giả, Nhìn Lê là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Sau khi làm mẹ, cô nhận ra lý tưởng sống của mình không chỉ cho bản thân mà còn là tấm gương cho con gái. Cô từng là nữ doanh nhân tại Việt Nam năm 18 tuổi trước khi từ bỏ mọi thứ sang Singapore định cư. Đồng thời là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cho các thương hiệu khác nhau Universe Studio Singapore, Chanel, Shine. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ từ năm 2 tuổi, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Do bạo lực học đường và bị bạn bè phân biệt đối xử trong thời đi học, như buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Không để những trở ngại về tài chính hay bằng cấp ngăn cản, cô vẫn song sáo tìm ra con đường thành công cho riêng mình. Lấy chồng và sang Singapore định cư đã làm cô thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cũng như tính cách. Sau 2 năm dành toàn thời gian cho việc làm mẹ và vượt qua cuộc ly hôn, như bắt đầu đầu tư vào cho bản thân, hiện huấn luyện viên cuộc sống, lãnh đạo. Không dừng lại ở đó, Nhi còn dành thời gian của mình để tiếp tục giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời xây dựng quỹ Nhìn Lê Foundation để giúp nhiều trẻ em cơ nhỏ hơn nữa. Lời mở đầu, đi đoan cả bộ sách để trên tay thì chắc hẳn bạn chọn đi ngược lại với số đông. Từ bỏ tấm bằng đại học, hoặc cũng phân vân liệu mình có nên học đại học hay không. Mừng bạn đến với cuốn sách dành cho những người mà xã hội gọi là được tất minh chứng rõ ràng hơn cả. Cuốn sách này được viết bởi một người không có bằng đại học và trở thành triệu phú ở tuổi 27. Khi đọc cuốn sách này, hãy nhớ rằng bạn có thể tin hoặc không tin vào những điều bạn sắp được biết. Nhưng quan trọng hơn cả là hãy hành động vì cuộc đời của chính mình. Khi nghe, đọc và chứng kiến những trải nghiệm, những bài học được đúc kết từ những người đi trước, không đồng nghĩa với việc bạn sẽ thành công. Nhưng ít nhất, bạn biết được ngoài kia có tồn tại một con đường mang tên là không có bằng đại học. Tại sao bạn quyết định không học đại học hay từ bỏ tấm bằng đại học? Còn một vài lý do cơ bản sao? Do gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có tài chính để chi trả chi phí sinh hoạt và tiền học phí mà bạn phải thanh toán cho 3 đến 5 năm. Ngành mà bạn thích không có trường đại học và cũng không cần trường đại học để dạy. Do rớt đại học vài lần, bạn cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Do các môn học quá khó và bạn cảm thấy những kiến thức đó không giúp được gì trong thực tế. Do nghe theo bạn bè, bố mẹ để chọn ngành học, nhưng rồi bạn nhận ra mình thật sự không phù hợp với môi trường này. Những sai lầm mà hầu như ai cũng mắc phải khi nghĩ đến việc không có bằng đại học xuất phát từ nỗi sợ hãi. Suy nghĩ kỹ một chút mà xem, nếu chỉ được chọn một giữa sợ hãi và hối tiếc, thì sự lựa chọn giữa học đại học hay tự học thành tài sẽ không còn đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Đáng sợ hơn cả là khi bạn phải tiếc nuối về một cuộc sống mà ở đó bạn không được là chính mình và mất đi khả năng tự học. Cứ cho rằng trải nghiệm đó sẽ sai, sẽ thất bại, nhưng rốt cuộc bạn vẫn chỉ 20 tuổi thôi. Quan trọng hơn cả, bạn sẽ không tiếc nuối vì để cho những năm tháng tuổi 20 của mình trôi đi một cách vô nghĩa. Điều gì ngăn cản bạn trải nghiệm và bước gần hơn đến cuộc sống mà mình hằng mong ước? Nỗi sợ không có thật, nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của bạn mà thôi. Sai lầm kế tiếp là mượn nợ để học đại học với hy vọng có tấm bằng sẽ có tất cả. Tự làm khổ bản thân khi đi học ở ngôi trường mà bạn không thấy có chút niềm tin nào rằng bạn sẽ khá hơn hay hạnh phúc hơn như mọi người vẫn nói. Không bao giờ có gì là chắc chắn. Lặp lại cho bạn hiểu, trên cuộc đời này không có gì là chắc chắn hay mãi mãi. Hãy nhìn vào thời điểm Covid này, tự hỏi bản thân và kiểm chứng điều đó bằng tư duy của bạn. Cuối cùng, tấm bằng đại học bạn cầm trên tay cũng chỉ để chứng nhận bạn có một kỹ năng nào đó, và kỹ năng đó sẽ giúp bạn, từ tiền đó lại giúp bạn trang trải cho tương lai. Vậy thứ giúp bạn kiếm ra tiền chính là kỹ năng chứ không phải tấm bằng. Nếu bạn muốn trở thành nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp hay chuyên gia trang điểm hàng đầu, bạn sẽ phải học những kỹ năng đó, xác định đối tượng khách hàng nào mà bạn muốn hướng đến, chẳng hạn như những người nổi tiếng. Khi ấy, mức thu nhập của bạn có thể còn cao hơn cả dân văn phòng. Đôi khi chúng ta cứ mãi mê chạy theo đám đông, cố chen chân vào những con đường đông đúc mà quên mất rằng ngoài kia còn rất nhiều con đường đang rộng mở chờ ta khai phá. Hãy nhớ là mỗi sáng sớm khi mọi người chạy xe vào thành phố đi làm, dòng người chật chội cứ trôi đi. Sài Gòn, Hà Nội vẫn kẹt xe mỗi sáng, nhìn ở hướng ngược lại thì có mấy ai đi về. Cửa để bước vào con đường dành cho chính bạn bằng cách xem những bước kế tiếp mà tôi đề cập tới. Liệu nó có giúp bạn giải quyết được vấn đề mà bạn đang trăn trở? Liệu không bằng đại học thì có sao không? Bước 1. Hãy tìm một công việc trước đã. Đúng, bạn vừa nghe rất rõ. Tìm một công việc là bước đầu tiên mà bạn phải làm. Hãy tìm một công việc không yêu cầu bằng cấp. Có thể chỉ là bồi bàn, dọn dẹp, bán hàng. Những công việc giúp bạn nuôi được bản thân ngày 3 bữa, để bạn có thời gian rảnh vào tối hay sáng sớm. Làm công việc khác
hay tập trung vào đam mê của mình. Hãy sẵn sàng lựa chọn làm 16 tiếng một ngày thay vì chỉ làm 8 tiếng một ngày và ôm mộng tưởng về một cuộc sống thoải mái hay thành công. Hãy suy nghĩ như thế này. Nếu bạn không đi học và làm ngày 8 tiếng, trong khi một sinh viên đi học ngày 8 tiếng và về vẫn học bài hay làm thêm để có kinh nghiệm, thì đừng thắc mắc tại sao khi họ ra trường lại có mức thu nhập cao hơn bạn. Bởi đơn giản, bạn chỉ nhìn thấy thời gian mà người đó học, nhưng bạn không nhìn thấy quá trình người đó sau giờ học trên trường đã học thêm những gì và làm thêm những gì. Nên nếu muốn trở thành một người không có bằng đại học và vẫn nuôi được bản thân, hãy bắt đầu tìm một công việc nuôi được bạn ngày 3 bữa cơ bản, không hoang phí cho việc mua sắm, và hãy quên luôn cả những chuyến đi du lịch hay là hưởng thụ cuộc đời. Khi bạn 30 thì bạn có thể bắt đầu nghĩ về điều đó. Sau công việc đó, đây là thời gian kế hoạch cho cuộc đời mình. Bước 2. Sử dụng thời gian triệt để. Hãy bắt đầu quản lý thời gian của bạn một cách chi tiết và kỷ luật. Bạn phải thức dậy sớm hơn mọi người và làm việc đến tối mịt. Hãy tìm kiếm kỹ năng mà bạn muốn học, và nếu đam mê của bạn đủ lớn, bạn có thể tự học tất cả chúng online. Đúng, học online miễn phí. Rất nhiều người đã chia sẻ và dạy miễn phí những điều họ biết. Chưa bao giờ việc chạm đến những kiến thức lại dễ dàng như bây giờ, miễn là bạn ham học hỏi và có quyết tâm đủ lớn. Hãy tìm cho mình một người thầy, người đã đi con đường mà bạn muốn đi trước đó. Dành thời gian sau giờ làm, bù bán theo họ để học kiến thức, kỹ năng, phụ giúp họ để có cơ hội được quan sát và hiểu rõ hơn những trải nghiệm thực tế trước khi mà bạn dấn thân vào con đường đó. Ví dụ, nếu ban ngày bạn là một người bồi bàn, tối đến bạn muốn học trang điểm nhưng lại không có tiền, hãy đến nơi tuyển thợ trang điểm và xin làm không lương. Lúc đầu, có thể bạn chỉ là một nhân viên đứng rửa cọ hay giúp dọn dẹp tiệm, nhưng bạn sẽ bắt đầu được quan sát, được học cách mà người thầy của bạn làm việc và tiếp khách, cách thầy của bạn sử dụng sản phẩm và giải thích cho khách tại sao phải dùng loại cọ khác nhau. Ngoài ra, hãy bắt đầu xem thêm những video hướng dẫn trang điểm bằng tiếng Anh và cập nhật xu hướng của thế giới. Khi bạn sẵn sàng thì lúc đó, người thầy của bạn có thể cho bạn cơ hội được giúp sức hay là một cộng sự hoặc đệ tử. Đừng bao giờ nghĩ bạn đang đi làm không công, vô nghĩa. Bạn đang sử dụng thời gian của mình cho việc học và thực hành công việc đó, thực tiễn mỗi ngày, như thể bạn đã sẵn sàng đi ra đời với kỹ năng kiếm tiền trên tay. Thứ quý giá nhất trên đời này là thời gian, và bạn có dám cống hiến thời gian của mình cho việc học để tạo nên cái kỹ năng từ không có bằng đại học hay không? Ở cái môi trường vô hình này, ít ai coi trọng nó, nhưng đôi khi đây chính là con đường ở phía ngược lại mà mỗi sáng vắng người chạy xe. Bước 3. Xuất hiện ở nơi mà người ta dễ thấy bạn. Nếu bạn muốn trở thành một người môi giới bất động sản, thì bạn phải bu bám những nơi mà người ta đang tuyển dụng. Dù là chân dọn vệ sinh ở một sàn bất động sản nào đó, bởi vì bạn không có kỹ năng và kiến thức, thì bạn phải cho người ta thời gian miễn phí của bạn. Thời gian, thứ duy nhất mà bạn có ở hiện tại. Hãy nhớ, bạn không có đến đó để dọn dẹp. Bạn đến đó để tiếp cận gần gũi với những người làm ngành đó và những kiến thức đó. Hãy đủ kiên nhẫn quan sát và tích góp những kiến thức dù là thoáng qua. Bỏ qua những hình ảnh mà bạn nghĩ phải là dân văn phòng mặc đồ sang trọng để làm cho mọi người thấy há hốc. Lặp lại, bạn vẫn đang trong quá trình học việc. Trời không bao giờ phụ lòng người. Khi bạn đủ kiên nhẫn và thông minh, quyết tâm với việc học của mình, cơ hội sẽ đến ngay trước mặt bạn. Ví dụ khác, hãy xin vào làm rửa chén hay phụ bếp của một nhà hàng nào đó trước để học được các kỹ năng cơ bản của một đầu bếp. Rồi dần dần khi bạn đã hiểu thấu quy trình
Lúc đó bạn có thể tư thêm hay mạnh dạn xin được học từ đầu bếp chính. Các bạn luôn để nỗi sợ hãi cản trở chính mình. Hãy thử đặt bản thân mình vào là tâm lý của một người bình thường khi thấy ai đó quyết liệt và chăm chỉ học tập. Bạn có muốn người đó có cơ hội thay cho một người chỉ làm đúng việc được giao và bấm điện thoại vô bổ, không có tinh thần cầu tiến cho bản thân? Bước 4. Đầu tư vào bản thân. Đúng, khi bạn đã tích góp được một ít tiền từ việc đi làm đủ ăn và có thêm kỹ năng, kiến thức thì đừng vội tự ra ngoài mở một cái gì đó của riêng mình. Hãy tiếp tục đầu tư vào bản thân và kiên trì rèn luyện tay nghề. Một sai lầm nữa mà nhiều người mắc phải đó là họ chỉ học nghề trong 2-3 tháng và nghĩ mình đã có đủ kiến thức để ra ngoài và bắt đầu kiếm tiền. Hãy tưởng tượng cùng là hai anh thợ làm tóc, một anh học xong 6 tháng và xin tiền ba mẹ mở tiệm. Khách không nhiều vì anh chỉ biết làm 2-3 kiểu cơ bản được học từ thầy mình. Trong khi đó, anh thứ hai cũng học xong 6 tháng và quyết định ở lại làm cùng thầy mình. Song song đó, anh không phí tiền hay mượn nợ mở tiệm. Anh tiếp tục đầu tư tiền đi Hàn Quốc học thêm kỹ năng, tham gia các lớp học nâng cao và các cách làm tóc đẹp chuyên nghiệp hơn. Vì khách hàng mục tiêu của anh là những diễn viên, ca sĩ, anh không quá vội vàng làm chủ mà vẫn quyết liệt trở thành nhà tạo mẫu tóc tại địa phương mà anh ta sống. Bạn nghĩ anh chàng số 1 hay anh chàng số 2 sẽ thành nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp và có thu nhập cao hơn? Bạn đã từng đi khám bệnh rồi, có những bác sĩ khiến bạn cảm thấy họ thực sự làm vì cái tâm, nhưng cũng có những bác sĩ bạn không bao giờ muốn gặp lại. Ví dụ này cũng tương tự với tất cả mọi ngành nghề trong xã hội. Nếu muốn thành công với điều bạn chọn, hãy bắt đầu từ bây giờ, không ngừng đầu tư học hỏi vào bản thân bạn. Kỹ năng kiếm tiền thôi là chưa đủ, bạn cần trau dồi cả kỹ năng mềm như là giao tiếp, làm việc nhóm, tự học, nâng cao bản thân cũng như không quên khiêm tốn, chăm sóc sức khỏe cho chính mình, tập thể dục và ăn uống điều độ. Đây là những khoản đầu tư vào bản thân mà bạn không nên xem thường, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường bạn đang đi. Bước 5. Cho bản thân được sai. Chính xác là hãy coi việc làm sai là bình thường, vì việc làm đúng ngay trong lần đầu tiên là điều không thể với một con người. Bất cứ ngành nghề nào, dù có bằng đại học hay không có bằng đại học, bạn đều phải được trải nghiệm, mắc khuyết điểm để thầy hay người dẫn dắt bạn trên con đường đó có cơ hội giúp bạn. Mỗi lần bạn làm sai là bạn đang đến gần hơn với con đường giúp bạn cứng cáp hơn. Đừng dùng từ làm đúng nữa. Bạn phải chấp nhận rằng trên con đường bạn chọn sẽ luôn vấp phải những chướng ngại vật mới, luôn có thử thách mới hay những bài học mới. Hãy mở lòng bằng cách chấp nhận như một con người bình thường. Nếu sai thì mình sẵn sàng học cách sửa, cũng như nâng cao bản thân từ sau mỗi lần sai đó. Nó cũng đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận là khi đã đưa ra một lựa chọn sai, khi nhận ra con đường mà bạn đã chọn không phù hợp với mình, bạn không yêu nó như bạn nghĩ. Sau đó bạn bắt đầu thấy ghét nó. Đó chính là lúc bạn ngồi lại và nghĩ rằng mình vẫn ổn, vì biết rằng mình sẽ có lúc sai. Đứng lên đi tiếp, chọn lại nghề khác và bắt đầu tính toán xem bước kế tiếp là gì. Đôi khi bạn phải đưa ra quyết định từ bỏ, cho mình những cơ hội mới, những ngành nghề hay kỹ năng thích hợp với bạn hơn. Đừng dừng lại với một sự chọn lựa, cũng đừng dừng lại chỉ vì bạn sai hay mệt mỏi. Ai cũng phải trải qua quá trình như bạn. Trải nghiệm rồi làm sai rồi làm lại, rồi không làm được nữa thì phải bỏ cuộc hoặc đi con đường khác. Cái vòng đó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi bạn tìm được điều mà bạn thực sự theo đến cùng, hay sống với kỹ năng kiếm tiền đó lâu dài, dù bạn không có bằng đại học. Lời kết: những bước cơ bản này đã giúp tác giả của cuốn sách này trở thành triệu phú ở tuổi 27, bởi vì cô ấy chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm tìm ra con đường mà bản thân mình tin tưởng. Có những đêm mất ngủ vì sợ, có những lúc khóc vì tiếc nuối, cũng có đôi lúc hoài nghi có phải thực sự người không có bằng đại học là không có cơ hội hay là không. Nhưng hơn hết, bạn hãy nhớ đây không phải là một con đường dễ dàng. Công thức là cơ bản, nhưng làm đi làm lại mỗi ngày cái điều cơ bản thì không phải điều mà nhiều bạn được học hay được huấn luyện. Nó là thử thách với rất nhiều người trẻ, cũng như những bạn trẻ 18 tuổi đang bắt đầu loay hoay với những chọn lựa của mình khi bước vào đời. Hãy nhớ rằng bạn vào đời bằng đường nào cũng được, nhưng càng vào đời sớm để sai thì còn có cơ hội khác để làm lại, vì bạn vẫn còn hai chữ thời gian để khắc phục hậu quả hay học từ lỗi sai. Và dù các bạn vào đời với tấm bằng đại học hay không có bằng đại học, thì cuộc đời bạn vẫn là bạn. Hãy là chính mình trên con đường đó, bởi vì bạn quan trọng hơn hết thảy những tấm bằng mà xã hội tạo ra. Không bằng đại học, cuốn sách là món quà đặc biệt dành cho những bạn đang cảm thấy mất định hướng,
lo sợ vì bản thân không có bằng đại học. Đây cũng là lời cảnh tỉnh của những ai đang ỷ vào tấm bằng đại học và tin chắc rằng bản thân đã nắm chắc thành công. Liệu không bằng đại học sẽ ra sao? Câu trả lời nằm ở chính bạn. Đây là bộ sách tâm huyết của Nhi dành tặng cho những bạn đã và đang theo dõi, ủng hộ và trân quý những điều Nhi đang làm, những người đã đồng hành cùng Nhi trong chuyến hành trình mà Nhi biết là không hề dễ đi. Nội dung cuốn sách là toàn bộ những kinh nghiệm, kiến thức Nhi được học và đã được thực hành để đạt được những điều ở hiện tại. Chân thành cảm ơn các bạn. Tác giả Nhi Lê. Là một nhà đầu tư trẻ thành công ở tuổi 27, cô mang trong mình ước mơ đem những kiến thức được học ở nước ngoài về để giúp đỡ cho những bạn trẻ Việt Nam. Cô đã thành công trong việc biến những trải nghiệm sống, tuổi thơ bất hạnh và những khó khăn trong cuộc đời cũng như những kiến thức được học thành những bài học sâu sắc nhất cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sau bao nỗ lực, cô trở thành life coach đầu tiên của Việt Nam, giúp thay đổi hàng ngàn cuộc đời và có sức ảnh hưởng lớn đến đông đảo các bạn trẻ Việt Nam.